Tòa án Nhân dân của tỉnh Bình Dương đã vừa tuyên phạt bị cáo Trần Chí Thiện sinh năm 1994, 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiện từng giữ vai trò là giám đốc kinh doanh của một công ty tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, đã dùng dự án ảo rao bán đất chiếm đoạt 660 triệu đồng của khách mua. Theo cáo trạng, Lê Quốc Việt sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú Cà Mau, thành lập công ty Đông Dương Group và là người đại diện pháp luật việc tuyển thiện làm giám đốc kinh doanh. Mặc dù mảnh đất tại xã Minh Thành, thị xã Trân Thành, tỉnh Bình Phước không phải của việc, nhưng việc thấy đất trống nên đã làm bản vẽ sơ đồ khu đất, biến khu đất thành dự án khu dân cư Green City giai đoạn 1. Sau đó, việc chỉ đạo thiện quảng cáo rao bán đất rẻ chiếc khâu cao để tìm kiếm khách hàng, bán các lô đất trong khu đất trên. Thiện có đủ khả năng và năng lực để nhận thức về việc mình làm, nên việc bán đất ảo cho người dân thiện đã biết nhưng vẫn làm. Để tạo lòng tin cho khách hàng, Việt và Thiện đã cho dựng đạp cách khu đất 700m, cho xe ô tô đưa khách hàng đến tận nơi để giới thiệu quảng cáo. Sau khi được đi xem đất, một khách hàng đã sập bẫy, đồng ý mua hai lô đất với tổng trị giá 1 tỷ 100 triệu đồng. Tiếp đó, khách hàng đã nhiều lần ký giấy tờ chuyển 660 triệu đồng cho Việt và Thiện, rồi bị chiếm đoạt. Việt đã bỏ trốn, hiện bị truy nã. Khi nào cơ quan điều tra bắt giữ được Việt, sẽ tiếp tục điều tra và xét xử sau.